tên gì ta? Mua có chứ. Tàu không mà thầy? Chúng tàu đó. Không có một chữ gì ở Việt Nam hay Trung Quốc á. Chúng tàu có làm cho Việt Nam đâu có làm đâu. Việt Nam nhiều lắm. Đâu có làm như Việt Nam đâu có làm đâu. Giờ xài đồ Trung Quốc ghê quá đâu. À, không, không có, mày đừng có nói ghê. Tại vì thế này mày không biết đâu. Mua được. Rồi này. Thì mình ra lấy ví dụ ra lấy ví dụ như là cái cây kim đình thảo đi, là lát vào đồng tiền đi. Nên là mình mua 50 xu một nắm cái này thì làm nó thuốc. Nó ăn 3 đồng nó lời hay 5 đồng nó lời. Việc gì nó phải cho hóa chất vào đó nữa cho nó mắc tiền ra. Hóa chất là vì cái cho hóa chất. Nó chỉ cho hóa chất vào những cái này không phải. Cái sâm nó lấy ra. Nó lấy nước sâm ra, nó để là củ sâm mà còn chút xíu mùi sâm thôi. Để nó bán sâm cho anh, còn cái sâm thiệt á, nó làm nó thuốc tốt. Còn bán củ sâm đó, anh tưởng củ sâm tốt, nhưng mà củ sâm đó còn có 20% sâm thôi. Đấy, thì các bạn mới cần chứ. Mới cần chứ. Thì tất cả nó lấy ra còn xác thôi. Có cái lắp vào đồng tiền đó, hốt vào nắm vào xong. Lá sung hốt vào nắm vào xong rồi, bán có một đồng, mới tự nhiên đi thêm hóa chất vào làm gì. À, vì thế mình nhiều khi mình nghĩ sai. Thấy thuốc tàu vẫn tốt như thường. Không dám mua rồi, không dám xài. À, vậy thì tại sao? Nghe nào. Lý là chỉnh lý lại, sửa lại. Trung là bộ phận tiêu hóa. Đấy, cái tên của nó. Lý trung. Hoàn là viên. Còn phụ là gì, tử là gì? Đấy. Phụ tử là một loại cái củ. Nó rất nóng. Nó đưa sức ấm cho con người, nóng lắm. Thấy đang hàn mà uống cái này, hết bệnh. Đang sưng đường ruột, hết bệnh. Đang bao tử lạnh, hết bệnh. Nó nóng lắm. Và phụ tử mà uống nhiều á, làm tăng áp huyết. Đấy, bây giờ mình thấy tự nhiên trong đồ mình nó có cầu tăng áp huyết. Thì bây giờ mình ăn tăng áp huyết thấp nè. Uống phụ tử uống chung lý trung hoàn cho khỏe. Nhưng uống quá, nóng mà lở môi ra, nhưng mà áp huyết nó tăng. Rồi tự nhiên nó ăn nó đói, nó bụng ăn tiêu một ngày. Vì nó tăng uống rồi. Thầy, cái này cho cái chị có mang thai uống được hả thầy? Ừ. Bây giờ phải xem áp huyết cao hay thấp, ăn được hay không được, hay bị tiêu chảy hay không. Vì thế cái bà hồi nãy tôi nói bà ung thư đó, không đi cầu một ngày 20 lần, thế vừa lên bàn vừa mới lên giường nằm cái chưa đụng gì là lại sorry, làm sao ẩn chữa, tôi thôi được rồi, chỉ cần lấy máy hơi bụng cho bà thôi, xong mới đi ra trạm chạy ra tiệm mua cho bà một cái phụ tử Trung Hoàn đây này. Thì nó là thuốc viên, một hộp có 10 viên thôi. Cái viên đó, ví dụ như to bằng nó to bằng hột nhãn thôi, to bằng cái trái nhãn thôi. Lột ra cho bà ngậm một cái. Ngày hôm sau hả? Ngày một ngày đi cầu có 2 lần thôi, phân đặc liền. Bà hỏi, có chữ thuốc tiếp tục đi, là tự nhiên hết ung thư. Tự nhiên hết ung thư. Đi cầu đi chân rất là vững khỏe, tại vì nó là bổ tì. Bổ tì là làm chắc da, chắc thịt, cứng xương, ấm người, hết bệnh. Hết bệnh xong rồi phải về, ba bảo xin ông 25 cái tấm cạc. Cái cạc tên tôi đó, ở phòng mặt đó, 25 cái. Bà làm gì xin dữ vậy? Bà, tôi có 25 bác sĩ, bởi vì ai mà chữa bệnh mà nhiều nhất thì vẫn là có lúc đó 25 bác sĩ. Kỳ. Không biết tại sao mà có đẻ số 25. Nhiều bác sĩ. Tức là 25 bác sĩ theo dõi một bệnh. Thì tức là cũng như là giống như mình mà té sẽ đụng xe một người bia 25 người nằm xuống mà để ăn vạ luôn. Đã và ăn Astralan nó chứ. Ăn chưa ăn chứ. Mới đụng xe cái gì? Hè nhau 25 người nằm đó là vào tại xe đụng tôi. Thì đây cũng vậy. Bác sĩ xuống vào là 25 vị bác sĩ. Bác sĩ khám tai, khám mắt, khám mũi, khám họng, khám xương, khám máu tử, khám đường ruột, khám đủ thứ. Thành ra bất kỳ mình bị nặng rồi đều có 25 vị bác sĩ. Ai cũng trả lời vậy, 25 vị. Thì thế tôi có mới một thầy, thầy Như Hạnh đó. Thầy mới nói với tôi, thầy lên trên lớp học của thầy nói đó. 25 vị bác sĩ tìm không ra bệnh. 25 vị thì ai thầy sẽ nói 25 vị, kỳ vậy. Và cái người đó xin 25 cái thẻ. Thế họ để làm gì? Thế bảo ra là để rồi ông này ông là bác sĩ hay để tôi giới thiệu bệnh nhân đến cho ông. Thế là bà bị mắc lừa. Bà mắc lừa thì tôi mới chết. Đưa 25 này.
Thì là thiếu ở đằng trước tên tôi là khá vậy. Thì đằng sau đưa về bác sĩ ở đây, bác sĩ cho bác sĩ xin cho. Bác sĩ đặt ra yêu cầu ban thanh tra y tế thì đã hiểu biết bác sĩ tim này. Tại sao ông này ông chữa được bệnh tim, bệnh nhân của tôi đã hết bệnh. Cái ông này thì bao tử. Tại sao mà thằng có phải bác sĩ bao tử không mà chữa bệnh nhân tôi hết là bao tử. Thằng có phải ở bệnh gan không tự nhiên chữa rồi hết gan. Thằng có phải là bệnh não không mà nó chữa tôi, bệnh nhân tôi hết. Nó cướp hết khách của tôi rồi. Nó thưa mình đâu biết. Khi mà thanh tra vừa tới đó hả? Mình thấy đó, mình bảo sao thẻ của mình đó. Một cái thẻ nó đã biết tên địa chỉ của mình rồi, tại sao nó có một đống thẻ trên này. Đống thẻ ở trong cái hồ sơ nó để cho lên bàn nó ngồi. Nó giống như 911 á. Cái phòng khách là tôi may là tôi vừa chữa một người tê liệt vừa ra khỏi. Mà bệnh nhân của tôi đang ngồi ngoài chờ đông như thế này này. Mà một người tê liệt vừa ra khỏi thì sắp sửa kêu người thứ hai. Thì nó vô gõ cửa. Răm 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 răm. Y như là chữa một vô một bắt cướp vậy đó. Vô một cái mặt hầm hầm ấy là này. Hỏi tôi có gửi cho quán ăn qua chưa? Nó gửi này. Qua chưa? Hầm hầm vậy đó. Sao thằng là lạ hả? Tôi là thanh tra y khoa chết rồi. Chết rồi, nguy rồi, đọc thấy nguy rồi. Đầu tiên á là nó phạt mình 8.000 đồng trước, tức là tụi nó có quyền phạt rồi biết sau tòa phạt là tính sau. Tụi nó áp lực ghê lắm, mình biết cái tụi y tế nó ghê lắm. Tự là sai có quyền phạt tôi, phải có tòa án mới ra chát lệnh mới phạt được chứ. Đầu tiên tôi phạt anh đó là 800 đồng đó. Thứ nhất, anh chữa bệnh không có bằng bác sĩ là tôi phạt anh cái đó này. Thế thôi. Còn ra tòa thì sao ạ? Thì trăm năm như thế này. Anh học bác sĩ đâu không cần biết. Nước nào không biết. Phải là đậu bằng bác sĩ ở tại Mỹ hay tại Canada này khác. Tại Canada. Phải là bác sĩ Canada. Thứ hai, anh phải được có số code hành nghề. Nhưng khi anh học bác sĩ mà anh bị phạm kỷ luật nó đâu có cho anh số code hành nghề. Thứ ba, anh phải có nghiệp đoàn bác sĩ. Và nhiều khi á, nó chơi anh, nó không cho anh là về nghiệp đoàn, anh có đâu đi khám bệnh đâu. Thế vì thế anh chỉ là bác sĩ, anh chỉ mới nói là một cái tiếng nói, một cái là nó ghét anh, một cái là nó bỏ anh tên ra khỏi nghiệp đoàn, anh khỏi loại, anh khỏi hành nghề. Nó đi rút. Thành nha, phải một bác sĩ đầu bên đây. Thế ai có số có hành nghề thứ ba, có nghiệp đoàn thì mới được làm bao việc, khám bệnh, chữa bệnh cho tòa. Phải ông coi xong chưa? Qua xong rồi thì tôi có thằng bạn nó bảo là tất cả mà khi nào mà thanh tra y tế hay bất cứ cảnh sát công an gì mà hỏi anh cứ chối không, tôi chối phăng thì không anh có phải bác sĩ không? Không. Thế là mình một lỗi rồi. Anh có số này không? Không. Hai lỗi rồi. Anh có nhiều đoán không? Không. Ba lỗi rồi. Nhưng mà trong cái ba cái này anh không có thì anh không được quyền khám bệnh cho tòa, khám bệnh chữa bệnh cho tòa. Thế cho hỏi anh có khám bệnh không? Không. Chối luôn. Không. Anh chữa bệnh chối luôn. Không. Anh có cho tòa không? Thế thì tại sao mà người ta thưa anh chữa được hết bệnh, anh không khám mà sao anh biết bệnh? Em biết tôi bảo thì rõ ràng mình chữa được hết bệnh là mình nó không đâu được khám bệnh không? Thế tỏ là anh không khám bệnh là sao anh biết bệnh? Và bệnh nhân nó khai chứ tôi nó cần khám. Nó khai đau tay thì biết đau tay, đau chân thì biết đau chân thôi. Nó khám, thoát được một tội. Anh chữa không? Không. Không. Không chữa sao hết được. Và thì tôi chỉ nó thôi. Bệnh nó thì mày vuốt 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 cái này, bệnh này vuốt vuốt cái này, nó làm đấy, tao đấy có làm. Em vuốt đấy không? Thế mà có chữa thuốc không? Không. Thì làm sao đấy? Tao mà tao dậy nó tự chữa mà tao đâu có chữa đâu. Tao mà như vậy quái là cái môn này môn kỳ quá. Mà bắt đầu nó thì nó nói là nó nói không. Mà rõ ràng nó chữa được bệnh người ta. Bây giờ về làm sao trình với bác sĩ khác được. Thế mà chết cha. Không chơi với thằng này thì nhất định không hạ cái thằng này cũng như lên đấu đài mà không gạ hạ thằng này gục xuống là mình bị bệnh rồi, là mình chết rồi. Tao bảo. Thì trong khi đó nó cầm cái tờ giấy rõ ràng cũng như là hôm nay cũng như là ở ví dụ như Las Vegas ngày mấy tháng mấy để tôi đang hỏi cái câu này anh trả lời này thì biên bản gì biết không? Thế làm sao nó trả lời được, làm sao nó về nó trình với lại cơ quan được? Mà không trình thì thằng khác đến nó còn moi móc mình nữa. Tôi chơi kiểu này nè. Bây giờ tôi nói nghe, tôi không phải là bác sĩ bên đây.
Nhưng mà khả năng tôi là một thầy thuốc. Đúng đi. Tôi nhìn mặt ông này. Ông có bị cao huyết này. Ông có bị mất ngủ này. Có bị cholesterol có hay không? Ông trả lời đi. Thằng kia bắt đầu. Cũng như sao kỳ. Sao thằng nó biết đấy. Sao thằng nó biết đấy. Bây giờ nó mới hỏi. Làm sao ông biết? Thế là bắt đầu nó hơi tim vậy đó. Làm sao ông biết? Thế ta bảo. Bây giờ tôi giảm nghe nhé. Một người bình thường á, cái tay không bệnh á, tay nắm nó ra dễ. Nếu mà nắm ra nó không khó mà cả năm ngón tay thì gọi là phong thấp. Thì không có là không có phong thấp. Nhưng đặc biệt không quá giảm rồi, đặc biệt áp huyết cao á, là ngón này nè, nó đau nè. Ngón khác không đau. Cholesterol là ngón này đau, ngón khác không đau. Ông rờ bay, nó không chịu rờ. Nó rờ. Vì có bao giờ nó khám người nó đâu. Tôi nói sorry, tôi cầm tay nó, tôi kéo lại, tôi bóp cái, giật lại. Các bạn, nhớ ngón khác đầu thì sao? Và tôi nói rồi, chỉ có hai cái nào đâu, ngón khác không đâu, bây giờ làm ngón khác ở đâu? Nó không làm, giật lại nó lại bóp cái, nó để im. Các bạn hết chữ hình sao? Thế là anh thôi mình rồi. Tức là tôi khám bệnh bằng cách là tôi nhìn mặt ông tôi biết bệnh rồi. Còn cái này là tôi nói là để thử cho ông thôi, kiểu thử cho ông biết thôi, chứ tôi nhìn mặt tôi đã biết bệnh rồi. Mà bây giờ xác nhận là rõ ràng ông thấy đau nữa gì. Chứ làm sao tôi nói bây giờ nè, ông theo tôi đi, ông cầm tay nè, ông vớt là 18 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi cái này 1, 2, 4, 5, 6 rồi. Ông không làm. Tôi nói sorry nha, bắt đầu. Được, tôi đã cắt xin xin, mình còn đọc tiếng Pháp, ông nói sao sao. Rồi ông thấy bìa mặt ông nó hết đỏ chưa? Bao nhiêu hết đau chưa? Thế là áp huyết ông xuống rồi. Ông nghĩ là có lẽ cũng đúng, tự nhiên thấy mặt nó cũng dịu lắm, mặt ông đỏ lắm. Ông thử cái tay vào đâu không? Không đau gì, nó đâu có thử. Sorry, cầm tay nó bóp vô, tỉnh bơ. À, thế, mất ngủ chưa làm sao? Anh ta thua rồi. Tức là biết anh hai cái môn kia anh thua rồi. Ông coi tôi này, tôi nằm bên giường nè. Thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Phòng, xẹp, 1, 2, 3. Tôi ngủ luôn. Dạy ông kìa. Để ông. Đứng dậy nó xẹp rồi kìa. Tôi không ra. Ủa? Rồi ăn kết đâu? Ông chờ tôi một tuần sau tôi gửi cái ăn kết lại cho tôi, cho ông. Tuần sau á, thay vì nó gửi bưu điện là đủ rồi, không có nó không gửi điện. Nó trực tiếp đến phòng mạch. Trực tiếp? Bọn cọc. Ông phải sao giờ này? Chưa tới, đang tới người này. Chưa tới giờ người kia, theo mỗi 1 giờ là mỗi người nửa tiếng rồi. Chưa tới giờ người kia. Mà cái bà, một người thứ hai là người rất lịch sự, tại sao tự nhiên có một người bỗng bỗng cái tạch tạch cái cửa vậy. Vậy tôi không nói lơ thôi, lát cũng khỏi bọc con. Chắc có ai đó, nó cần mình, nó mới tìm mình. Vừa mở ra cậu ông á, ông đưa cho cái phong thư đàng hoàng, đưa. Tôi nói, thank you, tôi vứt trên bàn. Nó không, metado. Mở thư ra đọc đi, tôi đứng thì chờ trả lời. Sắp kỳ, cái vụ ăn kết không có vụ chờ trả lời. Xé ra đọc, tôi xong đọc, ủa? Cái này là làm sao? Tao có được hành nghề không? Không nói gì hết. Không có được. Tôi được hành nghề hay không hành nghề? Đó, chỉ nói này nè. Để đúc kết cái ăn kết ngày hôm đó, mà đó là người thương gì vậy đó. Nha. Tôi xin lưu ý, ông chỉ có người có bằng bác sĩ này, số có hành nghề này, có nghề đoàn này mới được khám bệnh, chữa bệnh cho tôi. Xin ông lưu ý dùng cho, như vậy đâu chính cái tôi đâu. Họ như vậy thì tôi có được hành nghề mà. Cái nghề của ông đâu phải nghề của tôi đâu mà tôi cấm ha. Nhưng mà tôi không khuyên hết ông. Khuyến khích ông một cái là ông mà nổi tiếng, một cái là các bác sĩ khác thương ông. Mà tôi biết là ông không có phạm tội, nhưng mà nó mà thương ông là ông vẫn chết như thường. Luật khuyến là không nằm trong cái diện quản trị của họ. Nên họ thôi à. Thấy là thầy gặp không có dính nữa đó. Thì tức là nhưng mà tôi khuyên ông đừng có nổi tiếng. Đúng rồi. Tiếng là chuyện đó nó chống ghê. Nhưng mà khi về rồi đó, ông mới đưa cái ăn kết để cho tất cả các bác sĩ khác nó đâu bằng lòng. Mà thế thì nó không phạm vào đông vào tây, thì thế nào nó cũng phạm vào tây vào đông y. Nó kêu thằng châm cứu lại thanh tra, kêu thằng đông y lại thanh tra, kêu thằng mát xa lại thanh tra, phải không? Kêu lại mát xa thanh tra, kêu người ta lại thanh tra, thì mấy thằng mát xa hỏi ở đây có mát xa mà không, nó bỏ mất. Ở đây có châm không, nó bỏ mất. Ở đây có mình không, nó bỏ mất. Ở đây có cho tôi không, nó bỏ mất. Mấy thằng kia có lại. Riêng một thằng châm cứu thật đó thì nó biết tôi giỏi, vì nó là châm cứu từ Việt Nam sang đến hành nghề châm cứu, mà nó là được uy tín trong hội châm cứu của Quebec.
thành ra nó là người Việt. Thì Tây Y mới cử nó đến để thanh tra tôi. Không, thì ông đang nói, không, tao lại, tao không lại ông này đâu. Ông là bậc thầy tao mà tao biết mà, ông có chứng cứ gì đâu. Ông thầy tao mà, ông có phải đâu có chứng cứ mày đòi tao đi thanh tra. Thế là từ nó đã cắt được cái nguồn mà đi thanh tra, tao bỏ thằng này ra, bảo tao, ông đâu có, ông chưa bị một khí công mà đâu có dính tới tao đâu. Thế là Huệ, đã đủ biết là tất cả các chữa bệnh đều là không hết, đều không hết. Chứ nếu không á là 8.000 đồng xong rồi, tôi bảo chết cha, ngày mai mặt mình trên tờ báo dùng nó mong ra rồi, thấy mặt đàng hoàng rồi, hình thấy mồ rồi. Tức là tay này là tay thầy lang băm rẩm rồi. Anh đã bỏ cái đó, thầy không phải phạt 8.000 là một, không lên trào tòa để mà nó hư ra tòa là mình ra tòa là mình chết rồi. Nhưng mà nó khôn, nó gài người. Nó đâu có tha đâu, gài người. Nó gài người nhiều cái độc lắm. Thấy nhiều người ấy, vô tình thôi. Thế như là mình là bác sĩ phải kiếm vợ mình đi ra làm y tá, kiếm vợ ra làm thư kiếm là được chứ không mà chết ạ. Còn vừa vô phòng á nhá, giả sử nó gài như thế này. Hai người nữ bác sĩ, hai người nữ cảnh sát giả sử, nó mặc đồ thường. Cho một người có tên vô khám. Thì tụi Tây kỳ lắm, vừa vô một cái là nó cởi quần, cởi áo, vừa cởi hết. Tụi Tây như vậy mà. Ở trong chuyện la lên một tiếng là đứa nhỏ này nhảy vô đưa thẻ bác sĩ, cái là ông xâm hại tình dục lẫn chết liền. Hai đứa vô là ê vô, hai vô hết ba người vô hết. Thì mới có nhân chứng chứ, cả đằng này mình ở trong á có một đứa thì chỉ cứ đứa la lên một cái nóng kịch, mà la lên đứa ngoài nhảy vô liền. Thì nó nói đây này, ông xâm hại tình dục tôi này, chết liền. Đấy, nhiều bác sĩ bị mắc lừa. Mà may hôm đó có một bác sĩ mà may có vợ mình người ông cậy vừa la cái bà nhảy vô liền. Thế mà ra tòa chứ nếu không có bà là chút xíu là ông chết rồi. À, tụi làm tiền thì bác sĩ rất là nhiều tiền. Nếu cái vụ đó mà nếu biết làm tiền thì êm đi, thì tao không thương mày, thì mày đưa tao số tiền. Đấy là tụi biết rất là làm tiền. Vậy thì bây giờ nhớ nha, phụ tử Lý Công Hoàn như vậy là bây giờ cho uống phụ tử Lý Công Hoàn. Thứ hai nữa, muốn chữa ung thư ruột phải uống nước trà xanh, làm cho ruột nó săn lại, nhỏ lại. Còn lại. À, con. Ủa thầy, anh có xấy bụng không thầy? Hả? Xấy bụng. Có xấy bụng không? Hồi nãy thầy nói là cái người đó đi cào lỏng, thầy chỉ là xấy bụng. À, xấy bụng. Rồi, xong rồi á, uống phụ thủy dưới chung hoặc là bón ngay chỗ khác. Nhưng mà phải kéo ép gối. Nha. Chân nó đi nó sẽ không mệt, chân nó sẽ không mỏi, chân nó không siêu vẹo mà không có đi cầu nhiều. Nha. Uống số lượng như thế nào thầy? Một ngày 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên. Ai bị lọc thận cũng nhờ thuốc này mà hết lọc thận. Lọc thận là thận hàn. Mà lọc thận không phải lọc thận. Nó còn lọc thận ngày nào mình sống ngày đó, mà không lọc thận thì mình chết, tại sao mà phải lọc? Đây nghe nè. Thận của mình à, thì giống như một cái phễu. Tất cả là phễu, đi một chiều đi xuống. Nếu mình bóp bên này á, nước có đi ngược lên không? Không. Nhưng bóp bên này nước đi xuống không? Như vậy nước xấu trong này nó được đi xuống, nó nhả ra thì nước ở trong này nó rất nhiều, thế gọi là thận nó lọc. Như vậy thận đó, nước trong này lúc nào cũng sạch, nước bẩn thì bóp nó ra, mở ra lại nhận nước sạch vào, rồi bóp nó ra, nước bẩn ra. Còn lọc thận của Tây không phải là lọc thận, vì cái này nó hư nó không có lọc được, nó gọi là rửa thận. Tức là lúc nào nước trong này cũng bẩn, rút nước bẩn ra, đổ nước sạch vô, như vậy là để cho nước bẩn nó khỏi vào máu thôi. Thầy rút nước bẩn ra đứng thành đoàn, như vậy là rửa thận chứ đâu phải lọc thận. Như vậy mày còn rửa tao ngày nào tao còn sống, để cho nước độc khỏi vào tim. Chứ mày đâu có chữa bệnh cho tao đâu, đâu có chữa. Chữa là phải phục hồi cho nó này, tự nó có bóp là chữa chứ. Nó không có bóp có để không này, lấy nước cũ ra, lấy nước bẩn ra cho nó mới vào, thế gọi là lọc thận. Như vậy đâu có chữa đâu. Vì thế nó còn lọc ngày nào mình còn sống ngày đó, mà nó buông ra là mình chết. Thấy không? Buông là mình chết. Bây giờ mình phải tập kéo gối để tự nó lọc lấy. Thế mỗi ngày kéo một chút xíu, đụng chút, mỗi ngày đụng thận, chút mỗi ngày đụng thận, chút mỗi ngày đụng thận đấy. Còn thứ hai, cái lực của thận nó là chính là cái phụ tử Lý Công Hoàn. Nó cho cái lực mạnh lắm. Uống vô một cái nóng nó bóp vô. Nó bóp vô. Thế uống phụ tử Lý Công Hoàn khỏi lọc thận. Thế có một bà Tây mà lọc thận một tuần 3 lần, mệt lắm. Mà đang là giáo sư,
mà cuối cùng mất không đi dạy được, mất dạy là cuối cùng cho uống cái này xong tự nhiên lái xe đi chơi được, khỏi đi lọc thận, đi dạy được bình thường, cũng nhờ thuốc này. Uống trà uống hàng ngày thay nước uống sâu được. Đúng rồi, uống trà hàng ngày để nó săn cái đường đột lại. Thầy uống trà đường được không hay là? Được, được, uống trà đường được. Biết rồi, trà xanh pha đường. Không, trà xanh uống thay nước như... Thế đó, nhưng mà trà xanh pha đường. Thay nước thì đừng thay đường. Chát ngon quá, lắm thì cho đường vào uống. Rồi nó uống cắp phần á. Vậy thế tại sao này? Tại sao này? Ăn sung này, ăn ổi này, nếu nó ăn nước ổi này, có phải cầm tiêu chảy không? Vì nó là chát, chát tức là xanh lại thì phân đang lỏng nó cũng phải thành đặc chứ. Nhưng mà đặc quá làm sao? Đặc quá thì đi cầu chảy máu, tại vì rặn nó mới ra. Vì thế phải từ từ. Chỉ có trà là chúc mừng nhất. Rồi điều thứ hai, tại làm sao mà bụng nó to mà ruột nó lớn? Có ba loại nước khác nhau. Uống nước cam nhiều thì bụng to. Uống nước trắng á thì mình nặng 50kg, uống nước trắng á thì ngày sau cũng vẫn 50kg. Nhưng mình uống nước cam á thì ngày trước là 50kg, một tháng sau là 52kg, tháng sau nữa 54kg, tháng sau 58kg, càng to. Sao? Để nó giữ chân. Nghe, có nghĩa là nước trắng á là vào một ra một, uống một lít thì ra một lít. Nhưng nước cam á là vào một lít ra 80 phân còn giữ lại 20 phân, tức là giữ lại nước. Nhưng mà ngược lại á, nước trà uống 1 ly mà đi tiểu ra 2 ly thì rút bớt nước trong người ra thì người ốm lại. Vậy ai là người mập thì nên uống nước trà. Ai mà ốm như thầy uống nước trà thì chỉ có ốm nhất với nhau thôi. Nước cam hả thầy? Ai mà đó, ai mà mập thì uống nước cam. Từ giờ đi mình uống nước trà. Uống nước trà qua nó mập thôi. Mập bụng đó. Nước trà. Nước trà đó là ngay này. Chứ vì thế ngay này, tại sao mà người Tàu chính gốc đó không có ông nào mập? Chỉ có những người Tàu sang đi du học theo Tây mới mập thôi. Chứ ông già nào cũng là ốm mà khỏe. Uống trà là gì? Trà thật đặc là một chút, nó nhỏ chút xíu thôi này này. Mà đi tiểu rất nhiều. Thì nhiều lắm, một chung mà đi tiểu ra 10 chung mà. Như vậy là ruột rất tốt. Thì uống trà là rất tốt. Uống một chung trà mà ra tới 10 ly, 10 chung. Đấy. Thành ra tối mà ai đủ uống nước một cái là tối đi tiểu đêm hoài. Đi tiểu hoài. Vì thế mà không được uống trà ban tối để đêm khỏi phải đi tiểu. Đấy, thành ra phải biết vậy đó. Dạ, thì, còn... thì như vậy là trong người nó chuyển bằng cơ học chứ. Còn da khô. Nước cam thì da tươi liền. Đại kia nó nở ra, nở thịt ra, da tươi. Ai uống sữa hỏi thầy đi. Uống sữa thì sao? Ai uống sữa buổi sáng nào? Uống sữa nhiều thì có nhiều đàm, nhiều cholesterol. Vì thế ai mà uống ăn xua thì mau chết. Ăn xua toàn là sữa với đường không thôi, đâu có chất bổ máu đâu. Mà tự nhiên đàm nó nghẹt lên một cái là khó thở là chết liền. Mà tại sao đi vào mình có một cái ác nhất, đi vào nhà thương thăm bạn bè toàn là biếu ăn xua này, toàn là biếu nước cam này, toàn là biếu xua hộp này, ba cái làm đóng đàm là người ta chết thôi. Còn Yến thì sao này? Yến có bổ máu không? Dạ không. Yến không có chất bổ gì hết. Yến bổ khí thôi. Dạ. Bổ khí mà không bổ máu. Nhưng mà bây giờ cái thấp thì mới bơ củ cải. Nhưng mà cuối cùng Yến bây giờ đó, người ta làm ẩu làm tả thì ăn Yến nhiều bị ho lao. Wow. Tại vì cái lông nó vào trong phổi. Ai muốn ăn lao thì ăn yến cho nhiều nhiều vô. Tôi cùng Hà Thảo. Tôi cùng Hà Thảo có bổ máu không? Dạ không biết. Cũng là bổ khí thôi. Lâm Trùng à, ăn cái gì uống cái gì thì bổ máu thầy? Ăn phở. Phở. Uống thì uống nước củ dền với cà rốt xay. Nước tươi hay là cái nóng? Tươi. Tươi. Củ dền với để cà rốt. Không. Cà rốt. Sắc không làm ra máu. Ok nào, người bạn uống tây nó bắt đầu đông sắc cho màu. Bây giờ như này, nếu mà nghe mới nói này, mới giảng là không nghe nè. Hai người thiếu máu bỏ hai người ăn phở thì một người bắt đầu có máu, một người ăn phở mà không có máu. Đấy rõ ràng, tại sao?
Vì trong người thiếu một loại enzyme để chuyển bổ, để chuyển thức ăn bổ máu thành máu. Enzyme đó là B12. Thế người kia tự nhiên vẫn bổ máu thì không cần enzyme đó. Tại vì người ta có sẵn B12 trong người. Còn người là không có B12 cũng B12. Thì nếu ăn phở hoài mà không B12 nó không bao giờ có máu. Còn ngược lại tưởng là B12 là máu, thì một người cứ uống B12 mà không ăn thức chất bổ máu, chỉ uống nước lạnh không, với ăn rau xanh không, làm sao mà có máu. Có nghĩa là B12 là chuyển thức ăn bổ máu, nghe nè. B12 là chuyển thức ăn bổ máu thành máu, mà không ăn thức bổ máu làm sao nó có máu. Bây giờ này, uống B12 mà ăn cậu núi mè có máu không? Thế đó là nó chỉ là một enzyme thôi. Nhưng mà cái này nè, thuốc bổ máu mà hay nhất không phải là uống B12 bằng thuốc viên. Uống thuốc viên á, là ông uống vào đây á, cái chất đó nó rớt vào chân răng, thế là gãy răng này, một răng là tôi bị một cái răng này, là tôi thử B12 mà thành tôi bị mất cái răng này. Tại vì người ta bảo phải ngậm dưới lưới, tan thì ngậm vào dưới đây vậy. Thì nó vào cái dưới chân răng là tự nhiên búng một cái rớt cái răng ra, chẳng, thành cái răng giả. Nên bây giờ phải mua B12 bằng loại thiên nhiên, tức là bằng tất cả các rau củ quả làm ra B12, thì chỉ có nhà sản xuất, chỉ có độc nhất vô nhị ở nước Mỹ này là công ty dược phẩm One Green. Nó bán một cái lọ đây này, B12 một lọ như cái thế này thôi này. Rồi nó có công tử hút được cái ống này nè, nó bóp một cái trên cái ống cao su, bóp một cái nó hút được đầy ống gì, đầy ống thế này nè, há miệng nó nhỏ cái xíu hơn một ống. Cái lò nó bán có khoảng 5 lò mình mua nó lại từ quân viên đấy, nghe này, bình thường thì 12-15 đồng một lọ, nhưng mà lâu lâu bán sale á là hai lọ đúng rồi. Tôi mới mua này hai lọ ở quân viên, cái này là nước trái cây không à, rất là bổ. Nhưng mà đứng thứ hai, ông mua 4 lọ không có. Tại sao mấy ông khôn lắm, mỗi lần để nó quay có 2 lọ à. Thằng kia mua hết xong rồi nó mới để nó quay 2 lọ khác. Đó là Wall Green đấy. Đây này, lọ này, y chang, thằng thấy không? Nè, nó công thú này, bóp vô đây này, lấy ra nè. Đấy, bóp vô đây, đầy, rồi xong. Rồi, hai miệng ra đổ vô, thế đâu có bị hư răng. Mà sao có người như cái cô tâm đắc này, cô đã đó, uống cái này với một người nữa. Uống cứ bảo là nóng quá, nổi mụn thì cô không cho uống. Cái này mục đích của nó là đi vào trong bữa ăn. Ai bảo ngồi uống không khơi gì đấy. Cái này chuyển thức ăn thành máu. Vừa mới uống xong là ăn ngay. Ủa chứ không phải uống buổi sáng hả thầy? Lần này uống buổi sáng không thầy mới tiện đâu hết rồi. Sai công thức. Mình ăn sau bữa ăn được thầy. Ở thì đó. Xong cũng được, trước bữa ăn xong uống liền đó. Ăn xong uống liền là tốt nhất. Tức là mục đích của nó là chuyển thức ăn bổ, nhưng mà không ăn phở làm sao nó chuyển. Ăn cá khô thì không chuyển. Ăn cá khô cho chuyển. Cá khô một nắng ngon quá. Ăn cá. Không, con biết đó. Cam đó thầy. Đấy, như vậy đó. Phổi thầy khô là phổi nóng, mà thầy ăn đồ lạnh vô một cái là phổi có nước. Chính là cái nước trong phổi của thầy nó làm cho thầy ho. Thì sặc á, thầy sặc sẵn nước đó, sẵn nước. Thầy như vậy thầy phải làm cho bụng thầy ấm. Bây giờ muốn ấm á, thầy phải mua một tấm gọi là heat pad. Cắm điện vô, cột cho bụng này nè. Nằm nó tự nhiên cái này nóng lên thì đương nhiên nước ở trong phổi sẽ xuống. Phụ tử. Phụ tử thì phải qua cái phụ tử, và người thấy nóng là uống phụ tử vô còn chết nữa. Không uống phụ tử được. Đấy, thành người thấy phụ tử được. Con đừng hỏi là cái sữa đặc có đường đó, ví dụ mình quậy ra mình uống thì có thể sẽ được đường. Không bổ máu. Không sữa không có bổ máu. Sữa đậm đà. Mà sữa đậm đà. Wow. Bệnh người yếu là không có đậm đà. Dâu qua đậm đà. Yoga đó, ăn vô đậm đà. Hỏi đường thốt nốt á, hai cho mấy đường kia uống còn tốt không thầy? Đường thốt nó cũng tốt, nhưng mà nó ít glucose hơn là đường mía. Nó có vị hay chua. Đây cái yogurt mà cứ hay cho trẻ con, mà bác sĩ nó bảo là trẻ con mỗi bữa ăn xong là nó chỉ làm giúp nó tiêu hóa thôi. Nó chỉ là tác động lên men tiêu hóa để tiêu hóa thôi. Tức là nó có một enzyme để tiêu hóa. Nhưng mà tiêu hóa cho những người gì? Cho những người mập trên này nè. Đó, ăn là tốt.
ốm nữa là ăn ốm thêm. Tại có chất chua. Ừ, chất chua phá máu. Chua. Có nhiều người cứ tưởng ăn xong rồi á là áp huyết lên, hay là ăn xong rồi đường lên. Có những thức ăn làm cho đường lên, có những thức ăn làm cho đường xuống, có những thức ăn làm cho áp huyết lên, có thức ăn làm áp huyết xuống. Đấy mình phải đo. Thường thường nhất là anh ăn canh dưa chua là áp huyết xuống. Đấy. Mà đường xuống luôn. Khổ qua. Khổ qua là mất đường nhanh lắm. Khổ qua vừa hạ áp huyết hạ đường. Khổ qua. Uống là tốt. Nhà anh chỉ ăn được 3-4 ngày thì áp huyết xuống rồi thôi, đừng ăn nữa. Nhưng mà ngược lại, nghe này, ngược lại cách chế biến lại khác à. Cách chế biến khác à. Giờ giờ tôi ăn khổ qua mà áp huyết tôi không xuống đường, không xuống. Nướng là phải. Không. Có nhiều người mà làm món khổ qua rất là ngon. Đi ra chợ đó, xin mấy cái hột khổ qua về. Nha. Xong rồi cứ phơi khô hay sấy khô đi, giã ra, xay ra thành xay, xay ra giống như thành hạt tiêu rồi đấy. Nha. Xong rồi xay xả ra, xả với lại hột khổ qua bằng nhau, xay ra. Thì bắt đầu là rang lên, giống như rang muối vậy đó. Cho gia vị vào, cho nêm nếm vào. Ăn rất là ngon mà không biết là khổ qua. Mà khi rang á là tính đang hàn thì thành nhiệt. Nhiệt. Đang hạ huyết nó không hạ, bởi vì nó nóng mà đâu có hạ, thấy không? Ăn rất ngon, ăn rất ngon, thấy không sao? Vậy cái khổ tất khổ qua là đi vào tim ấy thầy? Khổ qua đi vào tim, nhưng vì đang là tim gì? Đang là tim nóng quá, nóng. Ăn khổ qua nó hàn, bây giờ không hàn không nhiệt thì vì nó đã hàn rồi thêm nhiệt cho thì nó phải zero, mà ăn rất ngon. Thành nhá, đông người chỉnh và điều chỉnh nè, hư thì đừng cho hư, thực đừng cho thực. Hàn thì phải cho nó ấm lên, nóng phải cho nó mát đi. Đấy, cách chữa là như vậy. Thì bất cứ cái gì quy vào bốn cái cách chữa đó đều khỏi bệnh. Thế phải chế. Thế bây giờ này, có người nói là chưa một cái món rau thôi mà muốn chưa tìm thì phải cần chất gì? Chất đá gì? Rồi, thì muốn chữa bao tử thì cần cái gì? Chất ngọt. Muốn trở thành người vì thế người ta mới mình ta chế ra những cái loại ăn mà cần phải ướp cái này ướp cái kia. Đây giả sử nha, ngay theo như là cái thuốc chữa của thuốc bắc cũng vậy, nó có ngải cứu. Ngải cứu mà muốn chữa gan á là phải xào ngải cứu á, xào ngải cứu với giấm. Chất chua à. Thì giấm đưa ngải cứu vào chữa bệnh của gan. Cái tính chất chữa bệnh của ngải cứu là chữa gì không cần biết. Nhưng mà tôi chữa gan là cái chất đó chưa vào gan. Bây giờ tôi muốn chữa tim thì tôi phải làm cho cái đó nó đắng. Để cái vậy. Thì tôi phải nấu nước ra thành chất đắng, nó đắng lắm. Thì đâu cần phải làm gì. Ngược lại tôi muốn chữa cho bao tử nó loét, nó lở loét thì cũng phải cần ngải cứu. Thì tôi phải cho chất đường vô. Tức là cái chất là chỉ dẫn thuốc thôi. Vì thế mà trong đông y nó có tên rõ ràng này: quân, thần, tá, sứ. Tên thuốc gọi là quân, thần, tá, sứ. Quân là vị thuốc chính để chữa bệnh, để làm vị trí chữa bệnh. Thần á là gì? Là cái thằng phò tá cho nó mạnh lên, cho mạnh cái thuốc lên. Tá là gì? Tá là gia giảm, đừng có nóng quá, đừng lạnh quá, da giảm, đừng có khí mạnh quá, đừng có khí yếu quá, thế ta là da giảm. Còn sứ là ông đại sứ. Bây giờ đây chúng tôi xong rồi đây, thì giả sử mình này có quân là ông tổng thống này, hay là quân là ông thủ tướng này, đấy, tức là yếu hơn chút thủ tướng này, thần là các bộ trưởng này, tá là các thằng phụ tá cầm cặp tác và hồ sơ này, còn sứ là đại sứ. Bây giờ mới đặt là thuốc cần cái gì? Tức là tôi đi cần qua nước đó, tôi cần giúp nước đó về kinh tế. Thì bắt buộc phải có ông thủ tướng à. Nói mới ngoài này. Tôi đem bộ trưởng kinh tế, để bộ trưởng thương mại, để bộ trưởng kinh doanh đi đấy. Đó là thần. Tá là mấy thằng phải đem hồ sơ chứng minh này, về kinh tế, về năng suất, về gì đó đã. Còn sứ là gì? Bây giờ đại sứ là ông dắt tôi sang bên Trung Quốc. Các đại sứ Trung Quốc thì dắt mình sang thì toàn bộ cái này phải làm với Trung Quốc. Còn đại sứ mà về Việt Nam thì toàn bộ cái nhóm này đi về Việt Nam. Thế gọi là sứ. Thì vị thuốc cũng vậy. Quân, thần, tá, sứ. Vậy sứ là gì?
sứ là các vị thuốc dẫn vào đâu. Vậy thì bây giờ cũng là cái món ăn này, phở này, bổ này, ông muốn chữa cái gì? Chữa bao tử. Thì trong này phải có chất ngọt thì tôi dẫn phở vào vào bao tử. Trong này mà có chất đắng tôi dẫn phở vào tim. Trong này có chất mặn tôi dẫn phở vào. Thành vì thế mình thấy là có nhiều cái lạ, tại mình không để ý, mà Tây không để ý đâu. Bây giờ nó có một loại thuốc. Cái loại thuốc, ví dụ như ở trong cái loại thuốc Tây này, thì cái hãng dược A này, nó có một cái chất. Nó có một chất. Cái chất này là có thể gọi là chất bismuth đi. Tức là lại thuốc cho bao tử đấy. Thì tôi là người chế đầu tiên gọi là thuốc cho bao tử. Thì cái thuốc của tôi vị ngọt. Mà tỷ lệ phần trăm là tôi có 15% bismuth thôi. Giới thiệu vậy. Nhưng mà uống rất là khỏe. Uống xong bao tử tôi khỏe ngay. Thế anh ấy muốn cạnh tranh với ông này thì đương nhiên anh phải khác công thức thôi à. Anh giống là tôi thưa anh à. Thì đây này, tao khác với mày này. Tao có 20%. Mày có 15%. Mà tao biết là bismuth là chữa được bệnh bao tử nhưng 20%. Nhưng mà tao không biết về cách chế thuốc, mình mới ngu không biết. Anh có vị ngọt thì tôi có vị chua. Thế uống vô nó lại không ép phê. Nó không hiểu tại sao. Vì thuốc bismuth này đi vào chữa gan chứ đâu phải chữa bao tử. Mà rõ ràng thế 15% thuốc chữa bao tử. Nhưng mà chất chua nó đi vào gan. Thế là gan nó đầy bismuth rồi nó nghẹt luôn, nó nghẹt thở gan luôn. Bởi vì cái chất này là nó bao cái gan đầy hết rồi. Thế nó cứ phá gan nát ra thôi. Thế thằng khác rồi. Tôi lại hay hơn, thằng này tôi biết thằng này nó chữa dở này. Tại vì nhiều khi thuốc của nó là liều lượng là 15%, thằng kia có 10%, thằng 15% hay hơn này. Thì tôi cũng 15% thôi, tại vì nhiều bismuth cũng nguy hiểm này. Nhưng mà vì tôi khác vị các anh là ngọt, tôi không lấy ngọt, anh lấy chua, tôi không lấy chua, nghe không? Tôi lấy mặn này nói này. Chết cha, cái mặn này bismuth đóng nghẹt đường thận thận khỏi tiểu luôn. Thế hòa thận mà, như vậy sai rồi. Vì thế mà theo Đông Y vẫn phải là quân thần tá sứ, mà sứ là cái vị, cái mùi gì, vị gì. Đấy, nó hay cho lắm. Sứ là gì? Là vị thuốc. Anh muốn chữa cái gì? Vậy thì bây giờ này, cái vị của chữa cái đường ruột là cần chất gì? Chất cay. Thì phụ tử cay, ớt cay. Mà mẹ nó là gì? Mẹ nó là thổ sinh kim mà. Mẹ nó là bao tử thì phải có gừng. Thế nên trong này phụ tử có gừng này. Chứ cứ sơ sơ mà tự nhiên. Tức là chữa cả mẹ cả con luôn. Thì thế trong cái gừng nó là chữa cả mẹ bao tử. Thì nó ấm lên. Chữa cả con luôn là nó có cay. Còn chữa thận cũng vậy đó, chữa thận vậy nè. Tại sao thuốc bổ thận nhiều người uống nó khỏi? Ai áp huyết thấp chỉ cần đi ra tiệm mua 3 hộp, cũng là 3 bao đó, mỗi hộp là 1 bao đó, 3 bao. 1 bao đó là Đỗ Trọng, 1 bao là Ngưu Tất, 1 bao là Bác Kích. Đỗ Trọng thì giống như cái vỏ cây nhưng mà nó có từng khúc giống như vỏ rắn, nhưng mà nó là cây vỏ rắn. Cái Đỗ Trọng thì Đỗ Trọng là chữa thận. Còn Ba Kích á thì giống như là cái cây me, nhưng mà trái me nó khô, nó dính lép lại, nhưng nó có một cọng giữa là cái cọng sắt, giống như cọng sắt. Cái cọng nó dài lắm, bẻ không lấy đâu, cọng sắt. Thế nó nướng từng đoạn từng đoạn từng đoạn thì giống như là đoạn đốt xương sống. Cái cây Ba Kích đó, nó có một cây cọng dài, xong rồi tự nhiên nó giống như hột me, giống như cây me đấy, nó như me đó này. Thì đấy là từng đốt xương sống. Vậy thì Ba Kích là chữa xương sống, chữa cột sống. Đỗ Trọng là chữa thận. Còn Ngưu Tất á, Ngưu là con trâu, tất là đầu gối. Uống thuốc này sẽ mạnh như đầu gối con trâu, đi nó không đau chân. Như vậy là ba vị thuốc này là vừa chữa xương, chữa thận và chữa đầu gối, thế là hết bệnh. Áp huyết thấp có thành cao, uống khỏe liền. Vậy thì mình bình thường mỗi một tuần có thể uống hai. Bây giờ mình mua này,
mình mua mỗi thứ ba thứ như vậy, mình chia làm 8 phần, tức là một hộp chia làm 8 phần, tôi uống là 8 ngày, thì lấy 1/3, à 1/8, ba kết 1/8, đổ chậm 1/8 ngu tấp rồi, bỏ vào trong ấm nước, ấm sắc thuốc bằng điện, đổ 4 chén nước, nó cạn, tự nhiên ô tô mới thấy cạn vào một chén thì đang đèn đỏ, nó bật sang đèn xanh là mình lấy ra mình uống. Mình uống nước thứ nhất, xong rồi nấu luôn nước thứ hai. Thì nước thứ nhất á, thì nó khoảng độ 90% thuốc, chất thuốc. Nấu thứ hai còn 60% thì cũng được. Nhưng có loại thuốc, chỉ được uống một lần thôi. Mặc dù thuốc còn thơm nhưng mà không được uống, uống sẽ chết liền. Vì thế có một bệnh rất nặng. Thế mình phải học, đông y phải học y án nhiều lắm. Y án tức là những cái kinh nghiệm của người khác á, y án rất nhiều. Là cái thuốc đó chữa cho một người đang mệt, đang nó là yếu sức lắm, gần chết, uống một thang khỏe ngay. Người nhà ngửi thuốc thơm, cái bã còn thơm. Mà chắc là ông thầy này, ông bắt mình tốn tiền hay sao mà thuốc còn thơm còn tốt thế này, mà thuốc mắc thế này. Mà ông bắt uống có một nước à, không cho uống hai nước. Thôi kệ đó, nấu nước thứ hai. Uống nước thứ hai xong thì chết. Tại sao? Thưa tòa, mấy ông quan huyện ứng xử. Tại sao một người cho thuốc người ta chết? Và thưa quan cho con hỏi. Quay lại các ông bệnh nhân, tôi dặn ông là uống thuốc thang này là nấu nước một lần hay hai lần? Thầy dặn một lần. Thế ông cho uống mấy lần? Hai lần. Tại sao uống hai lần? Tại vì thuốc rất thơm. Thầy nói tôi tiếc tôi uống. Ông quan hỏi tại sao lại cái khác nhau cứ một lần hai lần? Ông mới giảng cho nghe này. Tất cả thuốc bổ mà lấy ra thì thí dụ lấy ra đó là thí dụ như là lần thứ nhất thuốc có chưa thấm mà lấy hết thì lấy được là 80% chất bổ của thuốc. Nhưng mà trong này có vị thuốc nó rất là độc. Nấu một lần thì nó mới ra có 5% độc tố, lấy độc trị độc cho nó khỏi. Nhưng sau nấu nước thứ hai á thì thuốc bổ mất hết rồi, còn 40%, mà bắt đầu thuốc độc ra thêm 10% nữa thì thuốc độc nhiều hơn thuốc bổ, uống phải chết thôi. Chứ đâu phải chuyện nào cũng thấy thuốc thơm mà uống hoài đâu. Nhưng vậy thì ông đâu có tội, ông giải thích rồi mà. Thành ra ngay cả ông quan mà không biết, ông giải thích này. Nấu lần thứ nhất á, là nó mới lấy 5% thuốc độc thôi thì nó ngưng rồi. Bây giờ nấu nữa thì nó lấy là 5-10%, tức là bóc cái vỏ ra còn ruột nó còn độc nữa. Vì thế mà ông chết vì thuốc độc chứ không phải là chết vì thuốc bổ. Còn bổ lấy 5% còn 5% thì dở đó. Vì thế nó chết. Vì thế khi thầy thuốc bắc phải dặn cho kỹ nè. Mà mình làm sai là lỗi tại mình thì mình thương được nè. Nhưng mà thời này thưa được ráo à, cứ có luật sư vô một cái là thưa được ráo à. Mà cho thuốc vậy là nó hư rồi, người ta chết ráo chịu rồi. Thì bây giờ nếu thật sự mà nó lấy thuốc và xét á, thì rõ ràng thuốc này có độc tố này. Chứ đâu biết là thứ nhất thứ hai gì đâu. Nó mà xét thuốc thì rõ ràng nó tìm vẫn xét độc tố này. Thì rõ ràng cho thuốc độc này. Chứ đâu còn biết thứ nhất là bao nhiêu phần ra, bao nhiêu phần trăm độc đâu. Tôi đâu còn biết. Tôi thử một thế là trong nó có độc chất là thế là ông chết rồi. Thế mà có luật sư mạnh thì là mình thắng rồi. Thế ông thầy thuốc chết rồi. Thầy thuốc vẫn là quá chừng. Phải dặn nó rất kỹ. Vậy thì đạo Phật là vô thường thì không bao giờ mà cứ phải uống thuốc áp huyết thường thường. Thế là sai. Đạo Phật là vô thường không bao giờ uống thuốc tiểu đường thường thường. Sai. Đạo Phật là vô thường thì không bao giờ uống là đỗ trọng ba kích ngu tất thường thường cũng là chết. Không có gì thường. Đo xong là đủ thôi chứ. Thế đạo Phật hay là bữa này thấy khá tiếng cười vui vẻ. Áp huyết tốt lắm rồi. Áp huyết buổi tối giờ sáng tối qua chiều qua sáng nay nó mạnh. Con của con ấy, thằng bé nhỏ nó cũng giống y ảnh, có 4 tuổi mà nó cũng xanh lét, nó ăn uống nó cũng trướng bụng. Dạ. Nó đừng chết. Chỉ có cái lượng đường thôi, lượng đường đưa vào thì tỷ lệ nó khác. Thì tỷ lệ nó khác đít thôi. Thay ra, mình cho một bộ đường nó nhỏ như vậy, nó lên tới 200 liền chứ đâu cần. Thành ra mình phải cho ít thôi. Cái thằng bé con á, ăn phở vô là nó bị ghẻ, nó
nó bị ghẻ. Tức là người nó nóng quá. Dạ. Nó nóng quá. Vậy thì mình phải nạp đường được hả? À bây giờ nó khác, như vậy nhiều khi không cần phải nạp đường. Không cần phải nạp đường. Tại vì thường thường á, mình phải đo huyết, phải đo huyết thì sửa cái máy thì giống nhau. Nhưng mà cái vòng mà xếp tay này nó có 3 size. Size á, size bigger, size medium và size small. Thì thường thường người ta ít size, size small là cho con ít không mà. Thì size nó nhỏ tí xíu à. Nhưng mà nó bán là bán medium không. Tại nhiều khi mình to quá, nó không kẹp không hết. Nhưng mà nó thường thường chiếc nó có 3 size rồi.